Đừng nghe báo chuyện lịch sự giúp mình nha bạn nha. Itu yang kok di luar zona. Chúng mày nhỏ tuổi mà hỗn VL. Cho bạn Châu Nguyễn ra đảo giùm anh đi. Ở ra trên kênh đây là toàn mấy bạn 9x không đấy em. Em là em nhỏ hơn người ta đó em biết không. Em nhỏ hơn người ta đó, người ta 9x không đó. Thôi cho bạn Châu Nguyễn ra đảo giùm anh đi. Châu Nguyễn nói chuyện kiểu này trên kênh mất công cắm chat mệt lắm. Ra đảo giùm anh. Nói chuyện thiếu văn hóa quá à. Ra cái đảo giùm đi. Ok, trận đấu Zalo 12 quân đoàn bắt đầu. Team số 1 chúng ta có bạn Phong Sakura nè, phát và ngăn. Họ đều nằm ở bên bờ kết. Đây. Team số 2 chúng ta có bạn Đạt, bạn Khoa, bạn Super và bạn Anh Gấu là các thành viên bên 63 tỉnh thành. Team số 3 thì chúng ta có Tôm, Nobita, NTN và Đạt là các thành viên bên TDP Team. Team số 4 chúng ta có bạn Chị Ngăn, Ahi nè, Tấn Đạt và Hacker nằm bên quân đoàn anh em siêu nhân. Team số 5 là đội sân nhà của trận đấu ngày hôm nay, chúng ta có bạn là Sâu, cậu phó, cậu chủ. What? Hu hu này là ai đây? Hu này là ai vậy ta? Chả hiểu. Quân đoàn tôi mà tôi không kiểm soát luôn, nãy giờ tôi quên kiểm tra nè, mà tôi tưởng là bạn đó tên Hưng chứ. Bên team số 6 chúng ta có bạn Sơn, Khanh, Kirito và Sữa. Vấn đề này tôi sẽ giải quyết nội bộ sau anh em ạ. Team số 7 chúng ta có bạn LBG, Tăng DZ, Gà CT và The Sky. Ủa sao ngộ ta? Ủa bên này quân đoàn tên là Rikika gì? Rikaki mà. Ủa quân đoàn Rikaki sao lại ghi danh là GGFF ta? Không hiểu. Không hiểu lắm, không hiểu lắm mà. Mà bạn LBG cứ ghi danh là GGF hoài, không biết là có ý nghĩa gì không. Ở vấn đề này mình cũng sẽ hỏi sao mới được. Tiếp theo là bạn cá mèo nè, anh và nắm nằm ở quân đoàn bài số 9. Team 9 chúng ta có bạn các thành viên là Tết Đúp, có bạn Búp, bạn Nam, Nhóc Lửa và Bé Gấu. Team số 10 chúng ta có bạn 3D Team là có Long, Thành DZ, Huy DZ và Kem. Có gì không tính hà. Team số 1 chúng ta có bạn EZ là có Kai, Bro, Duy và Ken. Là các thành viên bên gì? IAZITEM. À A đó giống như cái tự giống như là AZ Tem hoặc đúng không? AZ Tem. À, ok. Một số bạn đặt ký hiệu quá trời không thấy được. Và team số 2 là team cuối cùng đó hai, đó là các thành viên đến từ vị trí của sở giáo dục gồm có Rùi, Lương và Quỷ Dữ. Tiếng nào là người cuối cùng. Và có lẽ họ có đá dao tranh nhẹ các bạn ạ. À. Đối phương lên dĩa rồi. Thật tội nghiệp. Và chúng ta tổng quan lại từng vị trí một của trận đấu hôm nay sẽ như thế nào đây. Bên của VTV họ thiệt hại hết hai người. Cậu phó đứng ở trên. Bạn này đứng dưới đây. Không hiểu lắm. Cái vấn đề này tí hồi tôi sẽ xem xét lại sao.
GGFF là viết tắt của Rikaki Gaming Free Fire. Rikaki Gaming Free Fire, gaming đâu? Đâu thấy đâu đâu thấy từ gaming đâu. Chỉ có từ Rikaki Free Fire thôi. Nếu đọc chính xác á. Không, nếu mà chính xác cái tên mà mình thấy đúng không thì chắc chắn cái tên này phải là GKKFF. Mới đúng chứ phải là GGKKGGFF. Nó hơi lộn xộn so với cái tên thực tế, đúng không? Mình không nói cái tên chính xác quân đoàn nhưng mà nói cái tên thực tế hơn các bạn. Tên thực tế thì nó chưa có đúng với cái vấn đề mà các bạn comment ra trong việc giao lưu. Rồi, cô BTV lật gọng quá nhanh các bạn à. Cô BTV chỉ còn một người thôi. Các gì mà tôi đất bây giờ cũng vậy. Nhưng tôi chưa soi tới đâu cả thì một số thành viên khác nằm xuống rồi. Các thành viên của bên Bro Tem hiện tại á, Bro Kết hiện tại họ đang tập trung ở khu vực khắp đồng hồ. Sao ba tỉnh thành đang có giao tranh nhẹ. Ôi, xong luôn rồi à. Bà Tem họ đang khu vực ngoại thành bạn ạ. Cấu nghĩa rất dữ dội. Super là chàng lên trước. Anh ta đang tiên phong để thể lấy tầm nhìn cho đồng đội của mình. Bên 1-3 đang có giao tranh nhẹ. Và hiện tại Sơn Khanh và Kito đang phải đối đầu với một team nào đó. Kito đã bị nóc rồi. Khanh có thể bắn được cho pha giao tranh này. Giờ hãy cứu được người đồng đội mình hay không. Sơn cũng đang bơm máu. Tối nhiều cho thấy địch nhân gồm 3 người đang găng khu vực ở đây các bạn ạ. Ồ ơi. Giờ bên người đây đang có giao tranh luôn. Hiện tại mặt trận của chúng ta bên bản đồ chúng ta đang thấy có 3 team đang giao lưu với nhau nhà. Và bên 63 đang tiêu diệt các thành viên bên SGD rồi. Và quyết định của bộ đá 3 là di chuyển. Đó là các thành viên 39. SGD như quá thấp máu so với việc giao lưu với 63 tỉnh thành. Hiện tại bên SGD họ mắc 3 người rồi. Không, SGD là team thiệt hại nhanh nhất trận đấu ngày hôm nay. Họ đã đi luôn. 4 người bên SGD đã nằm xuống. Và 63 thành có 4 kia pha tranh rồi ở khu vực ngoại thành. Do chúng ta là quan sát thủ công, anh em thông cảm, do chúng ta quan sát thủ công cho nên chúng ta sẽ không thể nào mà auto nhìn được các trận đấu trực diện được nha anh em thông cảm giúp, cho nên chúng ta chỉ xem thủ công thôi anh em ạ. Ôi bị nóc luôn cho bao tranh này. Sơn nằm xuống rồi. Đi luôn rồi các bạn à. Ôi các gì bao chính lê nhanh quá luôn. Thiệt trận đấu diễn ra hơi nhanh so với dự tính. Và hiện tại bo 1 chưa thu vô gì cả. Thì bản đồ chúng ta chỉ còn tổng cộng có 34 người thôi. Đấy. 103 vẫn rơi nằm xuống. Ôi bên kia Tết Đúc cũng đi luôn hết rồi các bạn ạ. Gỡ ghép là người ăn mạng pho tranh gọi việc làm gớm. Ôi tôi không soi kịp. Tôi không soi kịp các trận đấu của ngày hôm nay. Và có thể nói hôm nay là chúng ta có những cái con bài khá là mạnh. Đó là 3 số 9 và bên GFF. GFF là quán quân của trận đấu ngày hôm qua. Do tôi quên ghi hình lại nên cũng không có đăng cho anh em xem được. Và hôm nay chúng ta có sự xuất hiện của một quân đoàn Zalo mới là quân đoàn EZ. Thì cũng biết quân đoàn này hôm nay sẽ có đây là lần đầu tiên họ giao lưu trên kênh. Thành viên cuối cùng của WLB cũng đã nằm xuống rồi. Và Sky, bạn Sky 2K7 đã có được một kill danh dự dành đem về cho team của mình. Và hiện tại khu vực này đang có giao tranh đó các bạn. Team họ đang tràn ra trực diện rồi. Một thành viên của họ lại ghi thêm một kill nữa rồi. Không chỉ giúp cả khu vực này nhưng cho đội anh có một team nữa. Anh ta sẽ quá nhanh với độ chính xác không nhiều các bạn ạ. Sát thương tay gây ra địch nhanh là có. Bắn quá tốt cho pha giao tranh này nhưng mà đối phương vẫn chưa nằm xuống. Những người ông đội anh ta có thể tràn qua hỗ trợ được. Ken nằm xuống rồi các bạn. Bị nóc nhẹ luôn, Pro cũng thiệt mạng rồi. Như AK6 chàng ra bắn thẳng mặt.
và đối phương đây đông hơn rất nhiều so với anh ta dự tính, có thể trụ được cái răng đây. Hiện tại hậu băng chưa cứu được đội mình, không hiểu lý do, tôi vẫn chưa hiểu lý do tại sao là bên Enset vẫn chưa cứu. Cứu nhanh đi nào, đúng rồi. Và hiện tại trên nóc nhà có một tem, và hướng đối diện của bên đèo đá cũng có một tem nữa. Họ bắn xả đạn khá là nhiều. Và bên EZ họ đang hoang mang khi mà địch nhân xuất hiện mọi lúc mọi nơi trong bản đồ. Cái đà kiểu này rất là khó. Bọn gì mà xong bà đã ào khỏi game rồi. Đạt có vẻ hình như bị lắc game. Đó là các thành viên mình xong bà tỉnh thành các bạn ạ. À. Đó là Khoa, Super và Gấu. Tem họ tổng cộng ghi được cũng 6 kill rồi. Và họ đã lia một cái tem nào đó khác ngoại trừ cái tem của bên các thành viên bên EZ nữa. Họ chích được. Nhưng những pha này là chỉ là những pha cấu máu thôi. Các thành viên EZ bây giờ không ngại nữa. Ôi bắn được trực diện luôn kìa. Super đã nằm xuống. Anh ta bị lỗi khỏi trận đấu luôn. Sky 2-7 ăn được mạng Khoa cho anh vừa rồi. Hay quá. Tuy là họ thắt thế hơn rất là nhiều. Và các thành viên của họ đa phần đều mất máu và bị gục, nhưng họ có thể bắn được các bạn ạ. À. Xấy tâm đại pháp chăng? Cái hiện tại giờ cũng có đang có 2 kill trong người, giữa 2-6 không có 2 kill. Trận đấu trở nên trầm tĩnh và im lặng lại. Chúng ta quan sát thử thêm một lần nữa. Bên Broadcast họ đang chạy bo qua khu vực hung lũng. Các thành viên bên 63 tỉnh thành vẫn còn đam cam các thành viên bên EZ. Tôm thì một mình một ngựa qua khu dân cư. Anh em siêu nhân thì đứng ở trên. Wow, một pha kẹp thịt các bạn ạ. À. Một pha kẹp thịt đến từ vị trí của Tấn. Và hiện tại bây giờ thì các thành viên bên EZ họ đang phải chịu hai nguồn sát thương từ đằng trước và đằng sau đều đá. Các thành viên của bên Rikaki Free Fire hiện tại họ đang di chuyển vô khu vực cổng trời rồi. Ba số 9 hiện tại cũng đang chỉ vào cổng trời. Vậy là chúng ta sẽ thấy là hai người mạnh nhất hiện tại. Hai kẻ khủng lồ các bạn ạ. Hai kẻ khủng lồ là các thành viên bên 39 và thành viên bên LVG sắp sửa gặp nhau rồi. Các thành viên bên 3 Daytem đang di chuyển vào khu dân cư. Kaiki vẫn còn đang bị kẹp thịt. Và họ quyết định phải tiêu diệt một trong hai nguồn sát thương này mới có thể vào bo được. À không sao, họ cũng đang ở trong bo rồi. Tôi đang rất là mong chờ khi hai ông lớn gặp nhau sẽ như thế nào các bạn. Là LBG và Báo Chính sẽ giao tranh với nhau theo kiểu gì đây. Bây giờ LBG đang có giao tranh hiện tại. Đối phương bị nóc lô. Hai viên bên Bro đã sắp mặt cho giao tranh này. Bro đã bị lòi. Bộ viên BT đốt tuy là họ rất là thấp báo và hiện tại họ chỉ còn một người thôi. Nhưng họ cũng đã tiêu diệt được một thành viên bên 3DTM. Và 3DTM chính thức bị loại khỏi trận đấu. Và hiện tại bắt đầu chúng ta chỉ còn 1, 2, 3, 4, 5, 6 tem thôi bạn. 6 tem là những người chơi bản đồ thôi. Xoay liên tục. Đấy, các ông lớn sắp sửa gặp nhau các bạn ạ. À. Các ông lớn sắp sửa gặp nhau thật sự rồi. Sau 3 tỉnh thành họ biết định là thôi bỏ đi. AZ có lẽ hơi cũng hơi khó ăn khi mà cố gắng cầm họ hoài. Ồ không các bạn ạ. À. Họ quyết định là chạy tạt cánh bo để có thể là móc lốp các thành viên bên AZ. LVG dùng xe di chuyển vào khu vực cổng trời. Các thành viên 3 số 9 thì đang ở bên dưới. Còn LVG đang ở bên trên. Họ chỉ cách nhau bằng một cái sườn đèo thôi. Bây giờ có thể gặp nhau chưa? Ôi, AZ bắn ghê vậy, thành viên cuối cùng anh em sinh nhân cũng đã lật gọng luôn. LBG tiên phong anh em ạ. À. Tông xuống trực diện, họ gặp mặt nhau rồi, mở hàng luôn. LBG chặn bơm keo không kịp, anh ta nằm xuống vào tranh này. Anh ta có thể bị lội, chắc chắn là như vậy rồi. Tăng lên nhát KCT và The Sky đang chạy ra. Xảy được hay không các bạn ạ? À? Và một thành viên 39 đã nằm xuống. Một đổi một. Hai người khổng lồ trận đấu ngày hôm nay đã gặp mặt nhau.
Và có lẽ họ chào, họ chào hỏi nhau bằng cách là tiêu diệt mỗi bên một người nhau trước. Chúng ta vẫn còn cá, còn mèo nè, còn nấm. Bên LBG chúng ta vẫn còn là bạn Tăng DZ, gà CT và bạn Sai. Chàng gà sấy chân gì, một thành viên của họ đã bị nóc nữa. Mèo có vẻ sấy tâm người khá là đẹp. Và anh ta đã lùi luôn cả gà CT khỏi trận đấu. Tiếp tục những pha bắn sấy khá là gì. Anh ta có thể kéo tâm lên tới nóc nhà luôn các bạn ạ. Thấy rất gõ. Chàng ca bắn trực diện. Ui rồi, ra cho tranh này đối phương có M79 nhưng mà đối phương vẫn có giáp chống nổ luôn các bạn ạ. Nắm giờ mèo đang bơm máu. Tăng đại giác đang công kích bằng lựa đạn. Sai đang hỗ trợ đồng đội mình. M79 đột kích được đổ ra. Ôi một phần điên bơ đã bị nóc rồi. Chắc chắn là vậy không được. Rất đáng tiếc là các thành viên bên bà số 9 họ hình như hơi bị thiệt. Họ bị thiệt khi mà bên The Sai họ có trong GM79 các bạn ạ. Ôi ơi rất đáng tiếc. Cho nên là 39 đã bị loại khỏi trận đấu này rồi. Và chúng ta chỉ còn 5 người cuối cùng thôi. Mà bo này chỉ mới là bo 3 các bạn ạ. Bo 3 đang thu vào bo 2. Pha hiện tại đang có chuẩn bị 3 kill. Tôm đang nấp. Pha và tôm có thể gặp nhau bất cứ lúc nào. Tăng DZ và người đồng đội của anh ta đờ sai thì giờ nhẹ nhàng trong bo thôi. Các bạn cai 27 đang tràn ra hỗ trợ. Không chỉ còn một mình anh ta thôi. Anh ta bây giờ cũng không còn gì để mắc nữa. Giờ anh ta có thể hạ ngục được đây. Ui 63 tơ 63 khoa lên dễ rồi. Tơ khoa lên dễ rồi. Rất là khó các bạn, khó. Rất là khó tại vì rất là nhiều nguồn sát thương cho món đồ đang dồn vô. Và hiện tại K2K7 vẫn không có chỗ nào để núp cả. Những cái cây trơ trọi như thế này có thể che chắn được cho anh ta hay không các bạn? Đấy, Tom cũng đã gặp nhau giao tranh với một tem nữa rồi. Tom có thể bắn được hay không? Kèo này cũng rất là khó cho Tom các bạn. Ui ui, đau lắm, đau lắm. Đi luôn vào tranh này hén sọt luôn các bạn ạ. Ôi ơi, còn 3 người thôi. Ai là quán quân trận đấu ngày hôm nay đấy các bạn? Các thành viên bên GGFF hay là thành viên mới quán quân là EZ? EZ hay GGFF? Kèo này rất là khó khăn dành cho họ. Tăng DZ đã thử được mùi và anh ta đã bị qua móc lớp. Đờ Sai tràn qua luôn hỗ trợ người đội của mình. Việc còn lại của bây giờ EZ cai 2K7 là phải tiêu diệt hai địch nhân cùng một lúc. Kèo đấu này hôm nay anh ta rất là khó. Đối phương tràn ra chuẩn bị. Anh ta đợi bắn. Nóc gây được xe gần nhà xe rồi. Tăng DZ đang một lớp. Đờ Sai đang tràn qua hỗ trợ luôn. Úi trời bị kẹp thật. Xong rồi. Và gặp ghép lại một lần nữa. Họ đứng hạng nhất trong trận đấu ngày hôm nay. Hai lần quán quân liên tiếp. Wow ơi, một cái trận đấu có thể nó rất là mãn nhãn anh em ạ. EZ chúng ta, EZ có thể làm được nhiều thứ hơn cho chúng ta xem. Nhưng mà đây là lần đầu tiên họ tham gia cái trận đấu giao lưu 12 quân đoàn này. Cho nên là chắc họ cũng sẽ rút khá nhiều kinh nghiệm trong đợt sau giao lưu. Đấy, số lượng lúc nào cũng ăn chất lượng ở cuối bo cả nè. Và từ đó giờ tôi vẫn chưa thấy được, từ đó giờ vẫn chưa thấy được là ở bo cuối mà ông nào mà một mình chấp 3 cả. Đó giờ tôi chưa thấy ông nào mà bo cuối một mình chấp 3, chấp 2, chấp 4. Không bao giờ thấy. Và luôn luôn ở bo cuối cùng thì số lượng lan chất lượng. Tôi mong rằng trong giai đoạn lần sau tôi thấy là đợi một pha hai like đợi cuối đời sau này anh em nhé. Thì tổng kết trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta có là bên LBG. Họ đã giành được 15 kill. Nhưng mà vẫn chưa phải là top kill của trận đấu. Có thể nói là top kill kỷ lục của đợt giao lưu 12 quân đoàn là 23 kill. Và BTN là người vẫn đang giám giữ. Ha. Các thành viên bên BTM đang nắm giữ vẫn chưa có ai phá được kỷ lục đó. Ở vị trí số 2 chúng ta có các thành viên bên AZ, họ ghi tổng cộng được 6 kill. Và người có thể gồng gánh tem họ lên cả vị trí đứng hạng 2 này là bạn Sky 2K7 ha. Tem số 3 là các thành viên bên TDUP,
Đó. Tôm chắc tôm cũng cố gắng gồng lắm rồi nhưng mà còn không nổi. Tem số 4 cá gì bên 683 tỉnh thành hôm nay cũng ghi được 8 kêu bạn ạ. À. Bán cũng khá là hay. Nhưng mà đáng tiếc hổng đứng ở vị trí thứ tư thôi. Còn vị trí thứ năm ngày hôm nay chúng ta là cá thành viên 3 số 9. Hơi nhỏ. Nếu mà cá thành viên bên 3 số 9 đấy mà họ cố gắng nhiều hơn để không gặp các thành viên bên LBG ở cái bo đợt này, chắc chắn là họ cũng sẽ gây khó dễ hơn nhiều, hiểu không? Tem số 6 là chúng ta đến từ vị trí của anh em siêu nhân. Số 7 là có các thành viên bên 3DTM. Số 8 là bên Pro Class. Số 9 là bên Cube TV đội sân nhà. Số 10 là Tết Đức. 11 là các thành viên bên 103 và cuối cùng cho đó ngay là các thành viên đến từ vị trí của sở giáo dục SGD. Rồi, chúng ta giải lao trong giây lát ha. Chúng ta giải lao trong giây lát, chuẩn bị đến trận chót tầm bình thường trên kênh.